Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại chợ Hạ Long. Và hôm nay Minh Toàn xin gửi đến một số cái hình ảnh của chợ Hạ Long gửi đến quý bà con cô bác. Ở đây chợ Hạ Long thì ở đây là Minh Toàn đang đứng ở trên một cái trần của tầng 3. Và nhìn phía này là ra cầu Bài Thơ 1, xong đó tiếp đó cầu Bài Thơ 2. Và trước đây là có một cái dãy núi. Giờ Minh Toàn xin phép đi vào trong chợ, một vòng chợ để cùng với cái mời quý bà con cùng Minh Toàn chúng ta đi thăm chợ Hạ Long nhé. Đây là tầng 3 của chợ Hạ Long. Tầng 3 thì chủ yếu là bán quần áo, giờ này Minh Toàn đi thì đã đóng, phố sốt đã đóng rồi. Tầng 3 là quần áo quý bà con. Bây giờ Minh Toàn xin phép xuống dưới tầng 2. Đây. Tầng 2 đây, tầng 2 là cũng quần áo với giày dép. Wow, nhiều giày dép quá. Chợ Hạ Long là một cái điểm thu hút cũng rất là đông du khách về với chợ Hạ Long để mua sắm. Đây là chợ Hạ Long 1. Nhiều du khách Tây ấy cứ gặp ăn. Ta lướt một vòng tầng 2, tầng 3. Rất là nhiều đôi giày dép đẹp. Trên này thì chủ yếu là bán quần áo với lại giày dép vải. Rất là nhiều vải đẹp luôn. Nhiều đồng hồ cứng đẹp lắm. Hãy subscribe.
Wow, khu ngoài này là khu rộng rồi, cũng có quầy rồi. Còn lại là khu dưới này là rau củ quả và hải sản với quý bà con. Đấy. Lúc nữa mình toàn sẽ xuống dưới đấy và gửi một số cái hình ảnh ở dưới cái khu hải sản này, rau củ quả và hải sản này đến quý bà con cô bác nhé. Quý bà con cô bác nhìn ra ngoài phía kia rất là nhiều tàu thuyền. Đấy, rất là nhiều tàu thuyền về đánh bắt cá để về đây bán cho các cái đầu mối. Đây, bây giờ chúng ta đi một vòng trong này xem vào đấy chúng ta có gì. Trên này có cả cửa hàng nước, nước uống ăn nhẹ. Đấy là toàn bộ tầng 2. Còn bên dưới tầng 1 là chủ yếu bán về cả các hàng thực phẩm, hàng khô ấy, đồ khô. Đồ khô và đồ gia dụng các bà con. Loa đài. Bắn bia loa đài. Đẹp quá. Có những bức tranh rất là đẹp luôn. Cái này 380.000, 50.000 đẹp quá. Đấy là toàn bộ cái tầng 2 và tầng 3. Còn đây là cái
Nhà chợ số 4 là hải sản khô và gia vị khô. Đây là gia vị khô. Tập khô tập thể dục vui quá nhỉ. Khu này là khu bán đồ khô. Đây là cái khu bán hải sản. Đấy có cái biển cả một Kim Liên. Con này là con hàu. Con cá gì? Cá này to quá. Cá này là cá gì mà nhìn nó bố nó không nhìn thầm bố quá nhỉ. Khu hải sản này thì rất là nhiều hải sản luôn. Con cá này to quá. Cá này thì là cá cơm là cá gì rất là tươi luôn. Và khu chợ này thì bán rất là nhiều. Con này là con hàu hay sao? Con này là con gì ấy chị nhỉ? Hàu. Thôi, tí nữa cháu quay ra. Wow, quá nhiều hải sản luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con này con bề bề, bề bề ngon quá nhỉ. Bề bề này rất là to luôn. Ông chàng mua thuốc này. Bác thì con bề bề. Bề bề này là bề bề trứng này. To quá nhỉ. Đây và đây là các thuyền đánh bắt cá về nhập trong chợ cá đây quý bà con. Cá này là cá gọi là cá gì ạ cô? Cá mại. Thế còn vòng vòng lại con mua. Giờ con đi vòng đã tí con vòng lại con quay lại mua. Wow, trong này là hết khu chợ rồi. Toàn bộ khu hải sản là chúng ta vừa đi qua đấy bà con ạ. Và bây giờ Minh Toàn sẽ lên thuyền cùng với đi lượn dưới thuyền xem bà con đánh bắt như thế nào.